Xin chào các bạn, chúng ta lại đang cùng gặp lại nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot của ngày 30 tháng 9. Tiếp tục sẽ là những công nghệ cực kỳ nóng hổi và đừng nên bỏ qua. Nếu như mà sự việc Samsung Galaxy Note 7 phát nổ thì đang dần lắng xuống thì mới đây lại tiếp tục đến lượt một chiếc smartphone khác phát nổ, và không ai khác, đó chính là iPhone 7. Cụ thể là một người dùng trên Reddit với tài khoản là Crook the Snoop đã đăng lại hình ảnh của chiếc iPhone 7 đen nhám nổ tung, màn hình thì vỡ bung ra khỏi mặt lưng, thậm chí là chiếc hộp đi kèm cũng bị ám khói tương tự. Tuy nhiên thì thiết bị iPhone 7 này đã bị nổ từ trước cả khi mở hộp và có thể là trong quá trình vận chuyển. Vì vậy chúng ta vẫn chưa rõ đây là lỗi khi vận chuyển hay là lỗi của nhà sản xuất. Thật không biết ở đây có đang phải là mùa nổ không nữa. Hôm nay thì Samsung cũng đã chính thức ra mắt chiếc Galaxy A8 phiên bản 2016. Về thiết kế thì máy này được trang bị chất liệu kim loại nguyên khối với các dải anten chạy xung quanh mặt lưng. Nó được trang bị màn hình 5,7 inch Full HD, bộ xử lý Exynos 7420, 8 nhân, xung nhịp 2,1 GHz, RAM 3 GB, bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ thẻ nhớ mở rộng cùng viên pin là 3300 mAh. Bên cạnh đó thì A8 2016 còn được trang bị các tính năng cao cấp như là cảm biến vân tay này, Samsung Pay hay là màn hình luôn bật. Camera có độ phân giải lần lượt là 16 và 8 megapixel và dùng khẩu độ f/1.9. A8 2016 sẽ được cài sẵn Android 6.0 và được bán ra đầu tiên tại Hàn Quốc với mức giá là khoảng 13 triệu đồng Việt Nam. Chỉ sau một vài năm ngắn ngủi được giới thiệu thì Firefox OS đã chính thức bị khai tử. Ra mắt lần đầu tiên năm 2012 thì Firefox OS được nhắm đến là hệ điều hành dành cho smartphone giá rẻ, nhưng mà nó lại không thành công và được chuyển hướng trở thành hệ điều hành cho TV vào năm 2015. Từ đó thì hệ điều hành này được lựa chọn và cài đặt trên các mẫu TV của Panasonic. Tuy nhiên thì do sự cạnh tranh từ Android TV và sự thờ ơ của các nhà phát triển ứng dụng thì Mozilla đã quyết định chấm dứt việc phát triển Firefox OS và biến nó trở thành một mã nguồn mở. Nếu như bạn là một người hoài cổ hay là yêu thích các trò chơi điện tử 4 nút thì mới đây Nintendo đã chính thức hồi sinh máy chơi game đã có tuổi đời 33 năm bằng một phiên bản mini với tên gọi là Famicom Mini. Thiết kế của Famicom Mini hầu như giống hệt với phiên bản gốc, hai tay bấm được gài vào rãnh hai bên hông máy, nút mở, tắt nguồn và reset ở mặt trên, khe gắn băng và lẫy trượt để lấy băng ra. Nhưng mà dĩ nhiên vì kích thước quá nhỏ nên là khe gắn băng cũng chỉ để làm kiểu chứ không dùng được. Mặt sau của máy sẽ có cổng cắm nguồn micro USB và cổng HDMI để kết nối với màn hình bên ngoài. Famicom Mini sẽ đi kèm với 30 tựa game nổi tiếng như là Donkey Kong, Pac-Man, Final Fantasy 3, Super Mario, v.v. với giá chỉ vào khoảng là 1,4 triệu đồng. Trên đây là những tin tức hot nhất của ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot của ngày mai.